Quý vị đang đến với chương trình Thông tin Thương mại tại thành phố Houston của chúng ta. Và những ngày tháng rất là nóng nực, mà bây giờ thì Trâm Anh chợt nghĩ tới một ly nước mát. Thật sự là nước mát nha quý vị nha. Thì ly nước lạnh ngoài chúng ta uống vào thì rất là mát, nhưng mà thật ra thì nó không có háo gì cho gan phèo phổi của chúng ta hết. Nhưng mà một ly nước mát thật sự thì rất là hữu ích. Và Trâm Anh đang có mặt tại tiệm Dương Lai Cảnh của Đông Y Sĩ Nhất Nguyên. Bây giờ thì Trâm Anh xin mời quý vị cùng theo dõi một vài hình ảnh với Đông Y Sĩ Nhất Nguyên, để xem Đông Y Sĩ Nhất Nguyên giới thiệu đến với chúng ta những cái vị thuốc, những cái natural herb nào có thể giúp đỡ chúng ta trong những ngày hè nắng nực như thế này. Xin chào Đông Y Sĩ Nhất Nguyên. Trong những cái tháng ngày mà phải nói là nóng nực nhất của Houston này, thì không biết là Đông Y Sĩ Nhất Nguyên có thể giới thiệu đến khán thính giả của Đài Sài Gòn Network là ở tiệm chúng ta có những cái vị thuốc nam mà có thể giúp ích cho bổ gan, bổ phổi, những cái thuốc mát mà mọi người có thể uống vào để có thể mà phải nói là vượt qua những cái ngày tháng rất là nóng nực của những cái tháng hè tại Houston của chúng ta. Kính thưa quý khán giả của đài SGN 51.3, tôi Đông Y Sĩ Nhất Nguyên xin trân trọng kính chào quý vị. Thưa quý vị khán giả, cũng thưa cô Trâm Anh, thì như quý vị đã biết, người bệnh nhân đến với tôi có nhiều lứa tuổi, nhưng mà đa phần những người đến với Đông Y thì ít nhất là lứa tuổi 50 trở lên. Cũng có một rất đông một số em trẻ đến với tôi bởi vì họ tin vào Đông Y hơn, hoặc là có nhiều cái chứng bệnh kinh niên thì thuốc Tây Y có thể nó giúp được cái triệu chứng rất là tốt. Chúng tôi không có phân biệt giữa Tây Y và Đông Y, mà chúng tôi muốn nói lên một cái yếu tố là thuốc Đông Y nó đã có lịch sử hàng ngàn năm rồi. Và đến với chúng tôi thì chúng tôi sẽ có những cái bài thuốc, không phải bởi vì quý vị nhiều khi nghĩ rằng là bổ gan, bổ thận rồi bổ sợ nó mập sao, không có. Cái bổ này á, đối với Đông Y là bồi bổ cân bằng, đưa cái con người về cái trạng thái cân bằng để phục hồi cái sức khỏe của con người, làm những cái nội tạng chúng ta khỏe mạnh hơn. Dạ vâng, khi chúng ta nói về nghệ thì chúng ta không có phải ngạc nhiên, tại vì nghệ đã đi song hành với chúng ta không biết là bao nhiêu lâu rồi thưa quý vị. Nghệ giúp ích rất là nhiều, từ trong thức ăn, chúng ta có thể dùng nghệ để nấu ăn, rất là nhiều công hiệu mà về nghệ. Và trên tay của Trâm Anh thì có một cái hộp thuốc từ nghệ chế tạo ra, thì Trâm Anh thật sự không có hiểu là cái loại thuốc này nó giúp cho cái gì, tại vì mỗi cái thuốc nó đều khác nhau. Chúng ta sẽ tìm hiểu với Đông Y Sĩ Nhất Nguyên. Anh có thể chia sẻ với khán thính giả về cái hộp thuốc này nó có tác dụng gì thưa anh? Hầu hết người Á Đông chúng ta đều biết cái những cái tinh chất rất là tốt là curcumin ở trong nghệ. Và chúng tôi ở đây, chúng tôi muốn giới thiệu đến cái sản phẩm của công ty Energy, là nơi đã sản xuất ra cái máy Kenjin. Nó sản xuất ra một cái loại là nghệ Ucon. Cái nghệ Ucon này nó khác với các tinh dầu nghệ khác như thế nào? Thưa quý vị, nghệ Ucon này nó là những cái tinh bột, nó được lấy từ nghệ ở trên cái hòn đảo Okinawa. Và đặc biệt trong cái quá trình trồng, bào chế, sơ chế của nó đều dùng cái nguồn nước của máy Kenjin để tưới nó. Và khi rửa nó bằng cái nước axit đậm đặc của cái máy Kenjin sản xuất ra. Và đặc biệt hơn nữa, hầu hết những cái sản phẩm tinh bột nghệ trên toàn thế giới này đều chỉ có tinh bột nghệ. Nhưng đặc biệt đối với tinh bột nghệ Ucon của công ty Energy thì nó có rất là nhiều cái chất, đặc biệt là nó có bổ sung trong này là vitamin B1, B2, B12, vitamin E, vitamin C. Và đặc biệt trong này nó còn có những cái loại tinh chất giống như là những cái tinh dầu của cái dầu olive oil, perilla oil. Thì tất cả những cái đó nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong những cái chứng bệnh là chống nhiễm trùng, giảm viêm khớp, phòng chống ung thư, mất trí nhớ. Và nó giúp cho bảo vệ gan, tăng cường những cái sức khỏe của chúng ta, tăng cường sức khỏe cái đường tiêu hóa, giúp cho lưu thông máu huyết, bồi bổ tim mạch. Và nó đặc biệt nó bảo vệ làn da rất là tốt, và đem các cô một làn da mịn màng, giữ cho cơ thể khỏe mạnh và đề phòng bệnh tật. Đó là những cái công dụng rất là tuyệt vời của tinh bột nghệ Ucon, được sản xuất 100% tại Nhật. Và 100% cái tinh bột nghệ này nó được bọc bởi những cái viên, bọc bởi những cái màng là những cái tảo ở cái hòn đảo Okinawa. Và nó 100% là đồ thuần chay, nên những quý vị ăn chay có thể dùng được rất là hữu hiệu.
Dạ vâng, hiện tại thì bây giờ Trâm Anh đang đứng trên trước một cái bàn có rất là nhiều ly và đủ màu sắc khác nhau. Chúng ta sẽ tìm hiểu với đồng y sĩ Nhất Nguyên quý vị nhé. Anh có thể giải thích tới khán giả của Đài Sài Gòn Hiếu Quốc là tại sao trên bàn có rất là nhiều loại ly, trong đó có cà chua rồi gạo, rồi Trâm Anh thấy tới 5 cái ly, 5 màu sắc khác nhau, nó có nghĩa như thế nào ạ? Xin chào cô Trâm Anh, cũng giống như xin chào quý khán giả. Thì thưa quý vị, như quý vị đã biết, tôi là một người đông y sĩ. Lâu nay tôi hành nghề đông y, nhưng mà khi chúng tôi có một cơ duyên, chúng tôi đến với cái nguồn nước Kenjin. Kenjin nó gọi là trở về nguyên thủy của Nhật. Và cái công ty Energy này nó đã tồn tại ở trên thế giới này 45 năm, và tháng 6 này nó sẽ kỷ niệm 45 năm thành lập công ty, và nó đã đi ra ngoài thế giới là 15 năm. Năm ngoái nó đã có kỷ niệm 15 năm du nhập vào nước Mỹ. Thì thưa quý vị, để trả lời câu hỏi tại sao tôi là một người thầy thuốc mà chúng tôi có thể cần giới thiệu những cái máy nước này, thì như quý vị đã biết, bệnh nhân của chúng tôi có nhiều lứa tuổi mà đa phần là những người lớn tuổi. Thì những người lớn tuổi đa phần họ dùng thuốc tây rất là nhiều, và cái thời gian họ uống thuốc nó có thể nó ảnh hưởng đến cái thời gian họ. Có nhiều người không có thời gian để uống thuốc, mà uống thuốc bắc của chúng tôi phải cách thời gian thuốc tây 2 tiếng, thì họ không có thời gian. Mà để giải quyết cái tình trạng đó thì chúng tôi nghiên cứu và đã tìm hiểu được cái nguồn nước này nó có thể hỗ trợ giúp cho những người lớn tuổi hay những người bệnh tật có thể giảm được những căn bệnh phù hợp, có thể là cùng với sự hỗ trợ của thuốc đông y hay tây y, mà nó để làm cho những căn bệnh của quý vị không có nặng lên, không có phát triển lên, hoặc là chúng ta chưa có bệnh thì nguồn nước này nó có thể nó giúp chúng ta phòng bệnh. Thì quay lại vấn đề cái máy nước này nó có tác dụng như thế nào, thưa quý vị, đây là một cái máy nước. Đối với ở bên Nhật Bản, nó được gọi là một thiết bị y khoa. Và chúng tôi đã có những cái chứng minh rất là nhiều. Chúng tôi mang cái nước này đi qua các cái sân bay, sẽ được check in với cái chai nằm trong cái logo của Energy. Thì thưa quý vị, cái máy nước này nó tạo ra một nguồn nước. Nó có 3 cái chức năng rất là quan trọng. Đó là cái độ alkali cao, cái độ anti-oxidation là độ chống oxy hóa, và cái thứ ba là micro-clustering, đó là độ vi phân tử. Thì cái quan trọng, cái thứ nhất là như quý vị đã biết, trong cơ thể chúng ta 70% trong cơ thể chúng ta là nước, và 80% thức ăn mà chúng ta ăn hàng ngày là nó mang tính axit rất là nhiều. Thì để cân bằng lại cái lượng axit nằm trong cơ thể chúng ta, trước khi những thức ăn, đồ ăn, thức uống nó thâm nhập, nó tạo thành máu với cái độ pH là 7, khoảng trên dưới 7.4, thì trước khi đó chúng ta ăn đồ axit rất là nhiều. Nó nằm ở trong thịt cá, đồ nướng, tất cả những cái nước ngọt, những nước, thậm chí cái nước uống. Thì như quý vị cũng đã từng nghe là nếu một chai nước mà chúng ta để trên xe trong thời gian kể chừng mà một ngày dưới trời nắng thì chúng ta nên vứt đi. Nhưng mà quý vị có biết rằng chai nước này đã tồn tại trước khi quý vị mua về là ít nhất là 3 tháng. Từ nãy giờ thì sự chia sẻ của đồng y sĩ Nhất Nguyên khá là rõ ràng và chi tiết về cái máy nước này. Theo cách nhìn của Trâm Anh thì quý vị không cần phải đi mua những cái bottle nước lạnh nữa, mà chúng ta chỉ cần lắp ráp cái loại máy này, Karen Water, thì ở nhà chúng ta có thể trực tiếp uống nước từ cái máy lọc này, và chúng ta save a lot of money để mà đi mua những cái chai nước, có phải không ạ? Dạ thưa quý vị, khi chúng ta bỏ ra đầu tư một cái món tiền cho một cái đồ dùng gì cho sức khỏe chúng ta, thì chúng tôi xin có lời khuyên với quý vị. Đối với sức khỏe là không có thể có một cái vật gì có thể thay đổi được với sức khỏe, bởi vì người ta nói sức khỏe quý hơn vàng. Và khi chúng ta dùng đầu tư một cái sản phẩm cho sức khỏe thì chúng ta nên đầu tư một sản phẩm tốt nhất có thể, bởi vì nó đi đến với chúng ta suốt cái cuộc đời của chúng ta. Bởi vì cái máy nước này cái tuổi thọ nó lên đến 20 cho đến 25 năm. Và khi chúng ta không biết được những cái sản phẩm không tốt thì chúng ta uống cái nước vô cơ thể chúng ta nó sẽ có hại hay có lợi, có thể chúng ta không thấy hôm nay mà trong thời gian vài ba năm sau nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Đó là lý do chúng tôi mong muốn quý vị nếu muốn tìm hiểu thêm hãy đến với nhà thuốc chúng tôi, chúng tôi sẽ có cơ hội, có thời gian để giới thiệu quý vị được nhiều hơn. Xin cảm ơn. Đây là một vài hình ảnh thông tin thương mại của tiệm thuốc Dương Lai Cảnh với đồng y sĩ Nhất Nguyên. Trâm Anh hy vọng rằng sau khi chúng ta tìm hiểu những cái hình ảnh từ nãy giờ thì quý vị nếu mà có thời gian thì tới tiệm thuốc bắc đồng Dương Lai Cảnh để trực tiếp tìm hiểu với đồng y sĩ Nhất Nguyên. Trâm Anh xin chúc quý vị được dồi dào sức khỏe và thân tâm an lạc. Xin chào.